trong trong cái buổi hôm nay thì chắc trước khi mà mọi người bắt đầu thì chị cũng có một số lời muốn cảm ơn mọi người một tí xíu, các bạn Stader. Thì hôm nay thì hơi tiếc là vắng Phi, vì Phi đến ngoài đảo, nhưng mà đâu đó thì coi như cũng gần như là đông đủ các bạn. Thì trong cái suốt mà cái project, trong cái suốt cái thời gian mà 3 tuần làm project á, thì chị nhìn thấy được rất nhiều nỗ lực từ mọi người. Chị thấy các nhóm hầu như là cả 2 nhóm luôn đều meeting gần như với nhau là mỗi ngày, và mỗi cái meeting thì đều không dưới 1-2 tiếng, và các bạn dí mentor để lấy feedback rất là ghê. Thì team mentor rất là trân trọng những cái nỗ lực đó của mọi người, và cảm ơn mọi người đã dành ra 6 tuần của cuộc đời mình để tham gia cái chương trình này, và đã commit để làm ra được một cái output cuối khóa cuối cùng. Thì với cái bài cuối khóa này á, thì nó đã đem lại cho team mentor một cái góc nhìn rất là toàn diện mọi người, không chỉ là về mặt năng lực, tại vì nhiều khi trong cái bối cảnh của lớp học thì cũng không thể thấy được những cái tiềm năng của rất nhiều bạn khác, nhưng mà trong cái quá trình mà quan sát mọi người làm bài tập á, thì tụi chị đã thấy được cả những cái yếu tố về mặt gọi là thái độ, về trách nhiệm, rồi những cái soft skill khác của mọi người nữa, thì nói chung cảm thấy rất là đáng nể. Chính vì vậy cho nên là sau khóa học á, thì nếu mà mọi người có nhu cầu muốn có những cái endorsement publicly ở trên LinkedIn, hoặc là muốn có những cái reference từ recruiter đến mọi người, thì mọi người hoàn toàn có thể reach out đến các mentor. Thì lúc này tụi chị tự tin là tụi chị đã có đủ data point để có thể chia sẻ những cái thông tin đó với những anh chị recruiter khác. Rồi, thì cái ý cuối cùng á, là chị cũng rất ốc là hồi batch batch 2 á, sau khi mà batch 2 kết thúc, và chị thấy cái bài cuối khóa của batch 2 rất là đáng nể, thì chị cũng lo lắng là không biết những batch sau liệu mình có thể catch up và perform được tốt tới như vậy hay không. Nhưng mà chị cảm thấy là cho đến thời điểm này thì chị rất tự hào là chị nghĩ batch mình không không hề kém cạnh. Còn có hơn hay không thì chắc sẽ để mọi người tự đánh giá. Nhưng mà chị chắc chắn là không hề thua kém. Rồi, ok, thì chắc là chị đó là một số lời tri ân của chị đến các bạn starter của các bạn starter của Batch 3, thì chắc là chị sẽ pass sân khấu lại cho Thành. Ok. Hello, hello mọi người. Thì trong quá trình mà mình theo dõi mọi người thì phải nói thật là cũng có những khoảnh khắc mà mọi người deliver hơn kỳ vọng. Không phải là kỳ vọng mình thấp đâu, nhưng mà tụi mình đã xem quá nhiều rồi. Cho nên là thật sự là khi mà nhìn thấy mọi người cố gắng hoàn thành tốt cái bài cuối khóa này thì tụi mình cũng rất là bất ngờ và cảm động theo một hướng tốt đẹp. Thì khóa trước thì cũng có những cái bài rất là hay, và sau khi những cái bài đó được lên sóng á, thì cũng có những cái bạn mà được job mới. Thì Thành cũng muốn chia sẻ cái vía đó và năng lượng tích cực cho mọi người của khóa này, để mà khi mà cái buổi hôm nay lên YouTube thì sau đó lại sẽ có những bạn về khoe tụi mình là ô em học xong khóa BM và khóa Break into BM và em có job BM này. Yay. Hai chuyện đó có liên quan nhau thì không thì mình không biết, nhưng mà ít nhất là chúng ta đã cùng nhau đồng hành trong 6 tuần, thì cũng rất là biết ơn các bạn vì Yeah, đã dành nhã thời biến, gian ngoại khá biến. nhã biến Nhã nhã biến được biến nhà tuyển dụng đến sao sau khi đăng Ok thôi, chắc là nhường lại anh em nói vài lời. video. Nói về lời các bạn thì đúng rồi, ý là mình hiện tại bây giờ mình và Thành cũng chưa xem cái bài final của mọi người như nào. Một phần là cũng muốn kiểu kiểu để cho mọi người kiểu sâu full potential, còn phần lớn là bọn mình lười. Còn lại thì nói chung mình thì mình cũng thấy mọi người cố gắng rất thật, ý là mình hơi choáng với cả cái tần suất họp của mọi người, kiểu cảm tưởng là kiểu chạy còn hơn cả mình chạy những cái dự án freelance ở bên ngoài nữa. như kiểu là được trả tiền để làm luôn sao? Mà nếu mà tiếp cận theo cái hướng của anh là đang moi tiền bọn mình thì mình cũng rất muốn là được như thế, tức là kiểu 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 mọi người nhận lại được cái value nó xứng đáng ấy. Mình cũng rất 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 muốn là mọi người cũng sẽ được giỏi như thế, và mình tin là mấy cái này khi mà mọi người nhét vào portfolio ấy, kể cả mọi người chưa 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 làm công ty product này luôn, thì khi mà mình làm cái này xong rồi người ta sẽ hỏi các bạn là từng cái user interview các bạn conduct như nào, xong rồi bạn khó khăn như nào ấy, thì khi mọi người trả lời ấy, nó khác hẳn so với cả cái tâm thế mà mình chưa làm gì luôn ở đây.
Thì rất mong là cái bài này cũng sẽ giúp được mọi người. Ok, chắc là mời nhóm của Phương Anh nha. Okay, mọi người thấy màn hình của nhóm em chưa? Cái gì vậy? Ai vẽ vậy anh? Em vẽ đó chị. Ồ. Rồi, ok, em vô bài luôn nha. Chào mừng mọi người đã đến với bài trình bày của nhóm 2. Thì nhóm tụi em gồm có 4 thành viên là Khoa loãng xương, Anh Béo Phì, Linh suy tim và Phi tiểu đường, cùng sự hỗ trợ của ba anh chị mentor đau lưng là anh Thành, chị Dương và anh Nam. Topic mà tụi em trình bày là về thói quen ăn uống lành mạnh. Thì đây là một cái topic nó khá là quen thuộc, nên là mọi người hãy cùng trông chờ xem thử là nhóm tụi em có thể khai thác được thêm một số cái thông tin thú vị gì không nha. Rồi, thì bài của tụi em cũng như bài nhóm trước là sẽ chia ra làm hai phần chính. Đầu tiên là problem space và cái thứ hai là solution space. Thì em xin đại diện nhóm mình trình bày trước về problem space. Về problem statement có hai thành phần chính là target user và problem. Về target user, đó là những bạn trẻ vừa mới trải nghiệm một hoặc một vài sự bất ổn trong sức khỏe vì vấn đề dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày. Họ có mong muốn là hình thành và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh hơn. Tuy nhiên, họ lại có một vấn đề là họ loay hoay không biết bắt đầu xây dựng thói quen từ đâu, duy trì thói quen như thế nào mới thực sự là hiệu quả. Thì trong cái problem statement này, tụi em cũng đã giới hạn lại cái vấn đề mà mình muốn đào sâu luôn. Giới hạn đầu tiên là về target interviewee, thì tụi em muốn đánh vào cái nhóm là nhóm ở giữa 50-50, tức là họ đã có nhận thức về vấn đề dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày, nhưng họ chưa chắc chắn về mặt kiến thức cũng như là chưa hình thành hoặc là chưa duy trì được thói quen ăn uống lành mạnh. Và cái độ tuổi của nhóm này sẽ là vào Gen Z hoặc là Gen Y. Về cái khía cạnh mà unhealthy eating habit thì nó cũng khá là rộng. Trong cái bài trình bày tụi em muốn đào sâu vào cái vấn đề về dinh dưỡng, mất cân bằng, cân đối về dinh dưỡng. Rồi, đó là problem statement. Để chuẩn bị cho phỏng vấn thì tụi em chia ra research question và những cái interview question tương ứng. Research question sẽ bao gồm 4 research question chính. Đầu tiên là một warm up. Thì ở một warm up tụi em sẽ đặt những cái câu hỏi để làm quen về bạn đáp viên, về cuộc sống và về những cái thói quen ăn uống gần đây của bạn. Với bộ research question thứ hai là tụi em muốn đào sâu xem thử là nhận thức của bạn đáp viên về vấn đề này như thế nào và tác động của những cái thói quen ăn uống đến với đối với sức khỏe của bạn đó bằng những câu hỏi. Bạn thấy việc ăn uống hiện tại ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần? Và gần đây thì bạn có thấy một cái triệu chứng sức khỏe gì đặc biệt hay không? Bạn có hoặc là đã có ý định thay đổi thói quen ăn uống hiện tại hay không? Nếu có thì tụi em sẽ hỏi, hãy miêu tả lần gần nhất bạn thay đổi thói quen là gì, sự thay đổi đó là gì và động lực nào? Còn nếu không thì vì sao và tần suất bạn duy trì thói quen ăn uống, bạn cảm thấy như thế nào với tần suất này? Và thêm một câu hỏi nữa là theo bạn như thế nào là một thói quen ăn uống lành mạnh, như thế nào là một bữa ăn lành mạnh? Với bộ research question tiếp theo, có những trở ngại nào khi bạn bắt đầu hoặc duy trì thói quen ăn uống lành mạnh hay không? Sẽ có những interview question tương ứng là hãy kể về lần gần nhất bạn thấy mình ăn uống không lành mạnh, tại sao, có chuyện gì xảy ra sau đó hay không? Hãy kể về lần gần nhất bạn cảm thấy mình ăn uống healthy, bối cảnh lúc đó như thế nào, tại sao bạn lại quyết định ăn uống healthy và điều gì khiến bạn không duy trì được việc đó nữa và yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn của bạn. Với research question cuối cùng, giải pháp của bạn trong việc duy trì thói quen ăn uống lành mạnh thì sẽ có những câu hỏi. Bạn đang có giải pháp gì cho những cản trở nêu trên? Nếu không có thì tại sao bạn lại không tìm thêm giải pháp? Và có vấn đề gì sao? Và nếu bạn có thì hãy miêu tả giải pháp của mình. Tại sao bạn lại chọn giải pháp đó mà không phải là một cái giải pháp nào khác? Và bạn có gặp khó khăn gì khi thực hiện giải pháp đó hay không? Với những câu hỏi research và câu hỏi interview thì tụi em đã phỏng vấn được tầm 10 bạn đáp viên và tụi em đã quyết định sẽ structure cái kết quả phỏng vấn của mình theo các model là job to be done, job map và job story. Với cái job story chính tổng quan nhất là khi tôi lo lắng về vấn đề sức khỏe của bản thân đến từ thói quen ăn uống không tốt, tôi muốn theo dõi và điều chỉnh lại thói quen ăn uống trước đây của mình để tôi có thể hình thành và duy trì một thói quen ăn uống lành mạnh hơn, qua đó giải quyết được vấn đề sức khỏe của mình. Thì hành trình mà
bạn các bạn đáp viên theo dõi và điều chỉnh lại thói quen ăn uống của mình. Thì nó chia làm, tụi em chia làm 3 cái job step chính tương ứng với một job to be done. Job step đầu tiên là tìm hiểu và xây dựng kế hoạch mục tiêu cho thói quen ăn uống. Job to be done tương ứng là tôi muốn có một nền tảng kiến thức đúng đắn khoa học về dinh dưỡng. Job step thứ hai là ghi chép và phân tích dữ liệu thói quen. Với job to be done là tôi muốn xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh phù hợp với mình. Và job step cuối cùng là điều chỉnh thói quen và đạt được mục tiêu. Job to be done là tôi muốn có niềm vui, động lực để duy trì thói quen ăn uống lành mạnh này. Và sau quá trình phỏng vấn thì tụi em cũng trích xuất ra được 4 job story nghe thú vị và phổ biến nhất. Jobs và tụi em cũng sắp xếp các job story này theo 3 phân khúc là functional, emotional và social. Job story đầu tiên, trong quá trình tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng, tôi được nghe kinh nghiệm từ nhiều nguồn khác nhau, mỗi nơi một ý. Tôi không chắc chắn cái nào mới đáng để tin tưởng. Tôi muốn tìm kiếm một nền tảng kiến thức căn bản về dinh dưỡng đáng tin cậy, có được các thông tin tôi cần để tôi có hiểu biết đúng đắn hơn, tự tin hơn với phương pháp xây dựng và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh của mình mà không cần phải đi tham khảo ở những nguồn thiếu tin cậy khác nhau. Với job story này thì tụi em trích xuất được ra từ những cái data point tương ứng. Ví dụ như là có bạn hay nghe kiến thức từ anh Chí Thịt Bò, nhưng mà nhiều người ở dưới comment lại bảo là ông nói sai nên là bạn không biết được nào mà lần. Hay là có những bạn thì trước giờ toàn nghe ba mẹ chỉ vẽ là chính, ba mẹ chỉ ăn cái gì thì giờ mình ăn cái nấy thôi. Hoặc là có bạn cũng sẽ hay tra ở trên mạng nhưng mà kiểu hên xui, muốn tin thì tin, còn muốn không tin thì thôi. Thì đó là cái job story đầu tiên. Job story thứ hai nó cũng nằm trong cái job step là về tìm hiểu và xây dựng kế hoạch. Job story thứ hai, trong quá trình tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng, tôi thường cảm thấy quá tải và không có nhiều sự liên quan đối với các thông tin về dinh dưỡng nên là sẽ không để ý, thờ ơ và chủ quan cho tới khi gặp phải hậu quả. Tôi muốn có một cái nhìn gần gũi, dễ hiểu hơn về thông tin và kiến thức này để tôi có thể chủ động và nghiêm túc với việc xây dựng và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh của mình. Với những job story này, những data point tương ứng là có bạn nói kiến thức cứ lùng bùng khó hiểu nên là tao cũng xem để đó thôi, chứ cũng khá là lười xem. Hoặc là có bạn sẽ thấy là cảm thấy rất là vô lý, tại sao mình ăn uống bình thường mà lại đau bao tử. Thì sau một hồi mà nghe tư vấn từ bác sĩ thì bạn mới biết là hóa ra đau bao tử là vì uống chất kích thích. Hoặc là có bạn cũng nghe về sự độc hại của đồ ăn ở vỉa hè ở Việt Nam thì cũng thấy ghê, nhưng mà ăn thì vẫn cứ ăn thôi, tại vì dù sao cũng đã bị gì đâu. Hoặc và một số cái aha moment khác của các bạn. Rồi, job story thứ ba của tụi em, trong quá trình ghi chép và theo dõi thói quen ăn uống, dinh dưỡng của mình, tôi thường loay hoay, dễ nản với rất nhiều thông tin và chỉ số rối rắm phức tạp mà không biết chắt lọc hay hệ thống hóa chúng như thế nào. Tôi muốn tập trung theo dõi, thấu hiểu những thông tin mà mình cần biết phù hợp với nhu cầu hiện tại của mình để có thể dễ dàng nắm bắt được tình trạng của bản thân và có hướng thay đổi phù hợp hơn. Với job story này có một số data point thú vị như sau. Các bạn nhận xét là nhập phải khi checking thì phải nhập quá nhiều thành phần nguyên liệu khối lượng, mới đầu thì siêng mà lâu dần thì cũng nản, một ngày mà không làm thì mấy ngày về sau thì cũng sẽ lười luôn. Và job story cuối cùng là job story thứ tư, trong quá trình điều chỉnh thói quen ăn uống dinh dưỡng của mình, tôi cảm thấy hào hứng hơn khi chia sẻ với bạn bè, người thân hay cộng đồng ăn uống lành mạnh. Tôi muốn có sự đồng hành của cộng đồng, những người có chung chí hướng ăn uống lành mạnh để tôi có thêm động lực tiếp tục hành trình cải thiện thói quen ăn uống của mình. Thì tụi em suy ra được cái job story này từ những data point là có bạn thường sẽ thích khoe ảnh chụp đồ ăn với ba mẹ, bạn bè, khoe để họ yên tâm, và có những bạn thì sẽ cắt màn hình lại để mà share Insta close friend hôm nay là mình đã giảm được bao nhiêu đường rồi. Thì với 4 cái job story như trên, tụi em có mong muốn là mình sẽ focus vào một cái job story thôi để mà tìm ra được một cái solution nó thực sự sâu sắc để giải quyết được. Vậy nên là qua bước tiếp theo, tụi em đã quyết định chọn job story dựa trên 3 cái chỉ tiêu chính. Chỉ tiêu đầu tiên là độ phổ biến của vấn đề. Cái thứ hai là những giải pháp hiện hữu. Tụi em muốn đánh giá xem thử là đã có nhiều giải pháp giải quyết vấn đề này hay chưa, những giải pháp đó có hiệu quả hay không. Và cái cuối cùng là độ phức tạp, khó khăn khi giải quyết.
Và sau một hồi research thêm thì nhóm đã quyết định chọn job story thứ hai. Em xin nhắc lại cái job story thứ hai đó là: trong quá trình tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng, tôi thường cảm thấy quá tải và không có nhiều sự liên quan với các thông tin về dinh dưỡng nên không để ý, thờ ơ và chủ quan cho tới khi gặp phải hậu quả. Tôi muốn có một cái nhìn gần gũi, dễ hiểu hơn về thông tin và kiến thức này để tôi có thể chủ động và nghiêm túc với việc xây dựng và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh của mình. Về mức độ phổ biến của vấn đề thì ai cũng thấy thói quen ăn uống không đúng đắn là có hại, nhưng vấn đề là họ đang đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của thói quen này. Thì bằng chứng là có một số số liệu về việc là một số bệnh tật hay thấy ở những người lớn tuổi lại đang bị trẻ hóa đi hàng ngày, và một số bạn thì khi biết mình bị mắc những bệnh như là loãng xương hay là gan nhiễm mỡ thì rất là bàng hoàng và không hiểu lý do tại sao. Thì đó là độ phổ biến của vấn đề. Tụi em cũng xem xét các giải pháp hiện hữu hiện tại, thì để có thể đánh giá các giải pháp này có hiệu quả hay không thì tụi em lại một lần nữa xác định xem thử là cái tầng nhận thức của đối tượng mục tiêu mà tụi em muốn hướng tới là gì. Độ nhận thức này là độ nhận thức về cái thói quen ăn uống lành mạnh. Nó sẽ đi từ việc không nhận thức cho tới cái bước cao nhất cuối cùng là chủ động phòng tránh. Và tụi em xác định cái nhóm đối tượng mà mình muốn hướng tới là nhóm đối tượng đang ở những cái bước sơ khai nhất. Bước thứ hai là có nhận thức nhưng chưa có thông tin, đó là những người nhận thức rằng dinh dưỡng của họ có thể là vấn đề nhưng mà thiếu kiến thức cụ thể và những thay đổi cần thực hiện hoặc lý do tại sao những thay đổi đó lại quan trọng. Nhóm này có barrier, đó là thiếu kiến thức cụ thể. Họ biết rằng dinh dưỡng của mình có thể gặp vấn đề nhưng thiếu thông tin chi tiết về các thay đổi cụ thể cần thực hiện. Thì ở dưới đây nhóm cũng có list ra một số cái data point tương ứng. Rồi, cái vấn đề thứ hai là lợi ích của các thay đổi nó không rõ ràng. Họ có thể không hiểu rõ ràng cách các chế độ dinh dưỡng khác nhau ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nên là có bạn mới có trường hợp là cũng hơi táo bón 2-3 năm nay rồi. Nhưng mà vì ghét rau quá nên là thấy vẫn chịu được. Nên là cứ ít ăn rau thôi. Barrier thứ ba là thông tin quá tải hoặc phức tạp. Những thông tin về dinh dưỡng bị quá tải, mâu thuẫn và quá phức tạp có thể nó gây ra những khó khăn trong việc các bạn tiếp nhận thông tin phù hợp và chính xác. Và cuối cùng là những hiểu lầm hoặc thông tin sai. Từ những cái barrier này, tụi em cũng xem xét thử là những cái current solution hiện tại của các bạn bao gồm có 3 solution chính. Cái thứ nhất là khóa học về dinh dưỡng, các bài báo khoa học về dinh dưỡng hoặc là thông tin từ Nutrition Coach hoặc là BT. Cái thứ hai là Nutrition Tracking App và cái cuối cùng là từ Social Media Influencer hoặc là các kênh mạng xã hội. Thì để có thể đánh giá được, tụi em sắp xếp những cái solution này theo model BMAP là hành vi chỉ được diễn ra khi có động lực, khả năng và lời nhắc hội tụ cùng một lúc. Thì như mọi người cũng đã nghe tụi em trình bày là tụi em chọn một cái nhóm đối tượng là người ta chưa có thông tin nên là người ta cũng chưa có động lực luôn. Trong khi đó những cái khóa học về dinh dưỡng hay là nutrition app thì đòi hỏi người ta cần có một cái motivation cao và nó cũng rất khó để cho người ta làm. Nên là tụi em đánh giá hai cái giải pháp này nó không hiệu quả. Tương tự như social media thì đúng là không cần nhiều motivation và cũng dễ để làm. Nhưng mà nó lại nảy sinh ra một cái vấn đề khác là người ta không có tin tưởng những cái nguồn này lắm. Vì vậy nên tụi em đưa ra một kết luận là những giải pháp hiện tại chưa thể thay đổi được hành vi của đối tượng mục tiêu. Nên là có một cái solution cuối cùng mà họ tìm đến, đó là họ đợi mắc bệnh rồi mới biết, rồi mới chủ động tìm kiếm thông tin. Và bệnh đó có thể đến sớm hoặc muộn, may mắn thì bị nhẹ, còn không may mắn thì bị nặng hơn. Thì không phải nói chuyện xui rủi, nhưng mà tụi em bản thân cũng là những người trẻ thì không muốn bản thân hay là bạn bè mình chung quanh gặp cái vấn đề này. Nên là nhóm đã quyết định chọn job story này. Rồi, tiếp theo là cũng từ cái sơ đồ BMAP tụi em đưa ra được 3 cái định hướng mà bản thân nhóm nghĩ là phải keep in mind khi mà tạo ra cái solution. Đầu tiên là nhóm sẽ giải quyết vấn đề cho nhóm đối tượng có nhận thức về tầm quan trọng của chế độ dinh dưỡng vì đã trải qua một số vấn đề nhẹ về sức khỏe nhưng mà chưa gấp đến mức chủ động để tìm hiểu sâu về kiến thức dinh dưỡng. Và những cái kiến thức được truyền tải thì phải thực sự gần gũi, giúp user tiếp thu dễ dàng và tăng động lực duy trì học hỏi kiến thức mới. Cộng thêm một số lời nhắc nhở trigger để phù hợp để họ thay đổi hành vi. Thì đây cũng là những cái vấn đề mà nhóm đặt ra trong cái chặng tiếp theo, đó là brainstorm ra được một solution.
như thế nào là có động lực, như thế nào mới đủ trigger và như thế nào là gần gũi và dễ hiểu. Thì nhóm lại tiếp tục đi tìm đi research, desk research và interview. Thì nhóm nhận thấy đúng, ai cũng thấy thói quen ăn uống không đúng đắn là có hại, nhưng vấn đề là họ đang đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của thói quen này, bởi giữa thói quen và hậu quả có một khoảng gap rất lớn. Thói quen tức là những lựa chọn ăn uống hàng ngày và hậu quả tức là bệnh tật trong tương lai. Thì có hai cái gap chính, một là thời gian xảy ra hậu quả và cái thứ hai là sự mơ hồ về việc kiến thức dinh dưỡng sẽ liên quan gì tới cơ thể con người hay là tình trạng bệnh lý vân vân. Thì tụi em đưa sau khi research thì nhóm đã đưa ra bốn cái định hướng chính để có thể bridge the gap, giải quyết cái lỗ hổng. Đầu tiên là giải thích khơi gợi mối liên quan giữa thực phẩm dinh dưỡng đến cơ thể con người. Cái thứ hai là nhấn mạnh vào những hiểu lầm phổ biến của các bạn trẻ về thực phẩm dinh dưỡng và cơ thể người. Cái thứ ba, đánh vào nỗi sợ bệnh tật, bệnh viện và những chuyện xui rủi liên quan. Và cái cuối cùng là thể hiện được mặt xấu trong đời sống ăn uống của giới trẻ hiện tại. Thì bốn cái ý này tụi em cũng đã rút được thông qua quá trình cả nhóm ngồi lại để xét xem thử là cái level of abstraction in nutrition, chủ đề về dinh dưỡng nó như thế nào. Và tham khảo một số cái nguồn từ sách vở và cũng xem lại cái user interview của nhóm luôn. Rồi. Thì research dông dài như vậy cuối cùng chỉ để đề ra một cái giải pháp. Giải pháp của tụi em đó là một mobile card game về dinh dưỡng tên là Nutrizy. Đây là một card game giải đố và đưa ra chiến lược giúp người trẻ bổ sung kiến thức về dinh dưỡng căn bản. User có thể hiểu được mọi lựa chọn ăn uống của mình đều có tác động và tác động như thế nào đến cơ thể, cụ thể là tình trạng bệnh tật. Nâng cao ý thức quan tâm đến dinh dưỡng qua từng bữa ăn và tạo động lực tìm hiểu sâu hơn về kiến thức dinh dưỡng. Nguyên tắc thiết kế của game này thì nhóm sẽ cố gắng tạo ra một gameplay nó đơn giản, cung cấp vừa đủ lượng thông tin. Visual design sẽ theo style dark humor, tức là vừa hài hước vừa creepy, sử dụng các hình ảnh phóng đại mang tính chất cảnh cáo nhưng mà cũng không quá nặng nề hay là tiêu cực. Và các nhiệm vụ sẽ liên quan tới các bối cảnh gần gũi diễn ra xung quanh cuộc sống của các bạn trẻ. Thì nó follow đúng với bốn cái định hướng mà tụi em đã tìm ra được thông qua research và kết hợp với hai cái thế mạnh của card game, đó là tăng cường ghi nhớ. Việc sử dụng hình ảnh và câu hỏi trong card game sẽ giúp người chơi dễ dàng ghi nhớ kiến thức về dinh dưỡng. Và cái yếu tố game nó cũng làm cho chủ đề dinh dưỡng trở nên thú vị hơn. Thì tiếp theo bạn Khoa Loạn Xương sẽ trình bày cụ thể hơn về cái giải pháp của nhóm. Ok. Mọi người nghe em rõ không ta? Rõ nha. Ok. Ok, tiếp theo là mình sẽ tới phần gameplay. Thì nhóm thống nhất là do cái tính chất đơn giản của game nên là mình sẽ tới cái hệ thống quan trọng nhất của game này là hệ thống thẻ món ăn. Thì hệ thống thẻ món ăn này ở phase 1 thì nhóm sẽ chia thành hai nhóm chính là nhóm món đơn nguyên liệu và nhóm món đa nguyên liệu. Thì tổng mình sẽ có 100 thẻ, tương ứng với 100 món ha. Thì hai cái nhóm thức ăn này nó khác nhau nhiều nhất, nó khác nhau chủ yếu là sẽ ở cái phân loại nhóm thức ăn là rau củ quả thì món đa nguyên liệu sẽ không có, cũng như là phương pháp chế biến thì món đa nguyên liệu sẽ không có. Những cái attribute khác như là tên của card game, hình ảnh, khối lượng hay là calorie, protein, carb, fat và ba vitamin chiếm đa số thì sẽ vẫn đều có. Thì đây sẽ là một số những cái visualize về thẻ, về những cái thẻ cho mọi người dễ hình dung ha. Thì đây mọi người có thể thấy được là những cái món rất là gần gũi với mình, có thể là những cái món đa nguyên liệu là có trà sữa, phở, nước lèo. Thì ở đây là những cái món này sẽ có cái màu sắc là màu đen, rồi có những cái thành phần chính như thế này ha. Tiếp theo là tới thịt thì sẽ có màu hồng là thịt gà luộc không da, rau thì sẽ có màu xanh lá. Đối với trái cây thì sẽ có màu tím. Và những cái liên quan tới carb nhiều thì sẽ có màu xanh dương. Rồi đây sẽ là đi sâu hơn về một cái thẻ game thì nó sẽ có đây có những cái thành phần như là cái màu chính, cái theme của cái carb này sẽ là thể hiện cái nhóm thức ăn. Bên đây sẽ là có góc, sẽ là có cái cấp độ chế biến. Cấp độ chế biến thì nhóm mình sẽ chia ra thành cái solution này sẽ chia thành 3 cấp độ. Cấp 0 là nguyên liệu khô, cấp 1 là ép luộc ép hầm, cấp 2 là chiên xào sấy,
đối với thông tin dinh dưỡng thì sẽ có cái thông tin chính nhất là calo, thì sẽ là cái thông tin màu vàng ở trên cùng, và ba cái thông tin nhỏ hơn là protein, carb và fat ở dưới. Ngoài ra thì sẽ có ở xung quanh món ăn sẽ có thêm hai yếu tố nữa là vitamin và khoáng chất. Khoáng chất thì sẽ là một hình tròn liền mạch, và vitamin là sẽ là nước hút. Hình ảnh thì rất là thân thiện, đơn giản, gần gũi với mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại cấu trúc từng nhiệm vụ. Thì trong nhiệm vụ này sẽ có 5 yếu tố chính là tương tác giữa người chơi và hệ thống. Hệ thống mascot là những cái con tượng trưng cho những bệnh tật cơ bản. Hệ thống câu hỏi, hệ thống các đáp án để người chơi lựa chọn, và độ khó tùy thuộc vào cái level mà mọi người chơi đang chơi. Thì đây sẽ là cái visual của cái một cái game trong một cái round. Thì ở đằng sau sẽ là cái topic, có thể là văn phòng hoặc là có thể là đồ ăn vỉa hè, và một cái con mascot là một cái bệnh mà người chơi đang cần phải chọn thức ăn để giải quyết cái vấn đề về cái bệnh đó. Và đây là câu hỏi cũng như là các sự lựa chọn để có thể người chơi có thể chọn. Thì người chơi có thể sử dụng kiến thức mà mình đã biết hoặc là những cái thông tin hàm lượng dinh dưỡng trên cái thẻ đó luôn để có thể trả lời những cái câu hỏi này và đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. Về tương tác thì game sẽ có, trong phase 1 thì game sẽ có 3 loại tương tác chính là chọn ít, chân y, thẻ để là những cái thẻ tốt nhất, và có thể nối những cái thẻ này với là những cái mascot tương ứng, hoặc là sắp xếp những cái thẻ này theo cái thứ tự giảm dần theo một cái tiêu chí nào đó của cái mascot. Về hệ thống mascot thì ở phase 1 thì sẽ có 8 mascot tương ứng với 8 bệnh. Những cái mascot này thì sẽ có những cái tính chất là tên cũng như là hình ảnh, rồi cái chỉ số mà người chơi cần quan tâm đối với cái bệnh đó. Ví dụ như là tiểu đường thì sẽ cần quan tâm tới carb, thì nên người chơi nên hạn chế carb, và các thẻ cần kiêng cũng như là các thẻ mà người chơi nên ăn khi mà gặp cái, nên chọn khi mà gặp cái mascot này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với lại hệ thống vòng chơi. Thì sẽ có trong phase 1 thì chỉ có một course thôi. Một course này thì sẽ có 15 level. 15 level thì sẽ có 4 đến 5 round mỗi level. Mỗi round thì sẽ có 5 đến 10 task. Độ khó sẽ tăng dần theo level. Thì level sẽ là từng topic. Thì trong đây level chi tiết hơn thì nhóm sẽ dùng ba cái level đầu để giới thiệu về những cái cơ chế trong game. Cũng thứ nhất là level đầu là sẽ giới thiệu về cơ chế so sánh hàm lượng dinh dưỡng. Level thứ hai là sẽ so sánh về các cái thẻ. Rồi thứ ba là cơ chế so sánh về những cái mascot là những cái bạn. Rồi thứ tư là sẽ tới những cái game bắt đầu luôn là như là ẩm thực công sở, là sẽ phù hợp nhất với lại cái nhóm mà cái nhóm đối tượng mà nhóm đánh vào. Rồi như là bữa ăn gia đình hoặc là ăn vặt. Tiếp theo đến những cái game những cái game rules thì sẽ đây là cái hình ảnh minh họa dễ hiểu nhất cho cái vòng chơi. Thì để pass qua một round thì người chơi cần trả lời tối thiểu là 80% số task trong cái round đó. Chọn sai thì người chơi sẽ không có chọn lại cái round đó mà sẽ trả lời tiếp luôn cho đến hết round. Người chơi có quyền được chơi lại, tuy nhiên là khi mà chơi lại thì 70% số task sẽ được đổi để cho nó không có bị trùng lặp. Người chơi sẽ chơi hết từng round thì mới được qua được cái round khác, cũng như là chơi hết level thì mới qua được cái level tiếp theo. Đối với hệ thống hiển thị unlock những cái thông tin thì khi mà người chơi trả lời đúng những cái câu hỏi thì người chơi sẽ tính là unlock những cái thông tin đó, có thể là thông tin về thẻ hoặc là thông tin về mascot, nhằm là sau khi mà người chơi trả lời xong người ta có thể ra ngoài để người ta xem lại những cái thẻ đó, những cái thông tin ăn, những cái thông tin dinh dưỡng của thẻ, cũng như là những cái thông tin về mascot, những cái bệnh mà người chơi vừa mới vượt qua. Còn về hệ thống gợi ý thì game sẽ có cho người chơi gợi ý 3 gợi ý một ngày. Thì cái này chút nữa bây giờ mình sẽ tới với cái phần prototype luôn để mọi người có thể dễ hình dung nhất về game của mình. Thì chỗ này shout out cho anh rất là nhiều, để anh đã làm nhằm rất là nhiều effort để tạo ra một cái prototype clickable luôn.
À đây thì cool. Đây vừa mới vô thì ở màn hình đang ở màn hình loading thì người chơi có thể nhận được một cái, có thể là một cái message hoặc là một cái fan fact. Thì ở đây có thể là kiểu Pania, bạn có thể, bạn nghĩ mình có thể sống được bao nhiêu tuổi với cái chế độ ăn hiện tại của bạn. Nó straightforward vô cái gọi là dark horror, cái team dark horror mà game đang muốn đánh tới luôn. Ok, khi mà vô màn hình chính thì đây là sẽ là cái màn hình chính của product bọn mình. Thì đây mọi người có thể thấy được là rất là rõ những cái level nó sẽ được chia theo màu và những cái round xung quanh đó thì nó sẽ có tên trạm. Những cái trạm này ví dụ như trạm ẩm thực công sở hoặc là bữa ăn gia đình. Rồi ở mỗi cái round này thì sẽ có những cái mascot nó hiển thị xung quanh cái round đó để cho nó thể hiện sự gần gũi cũng như là dễ thương của cái game này. Thì ở dưới thanh Navigator thì sẽ có 3 mục chính, là ở giữa sẽ là cái màn hình gameplay. Nếu mà đang ở cái màn hình gameplay rồi thì sẽ là nút chơi tiếp, dẫn trực tiếp tới cái round mà mọi người đang chơi. Ở bên trái thì sẽ là hệ thống thẻ mà đã unlock. Ở bên phải sẽ là hệ thống mascot mà người chơi đã unlock. Bây giờ mình sẽ chơi tiếp ha. Thì ở bước này chắc là em sẽ mời anh Nam làm một người chơi trải nghiệm game đầu tiên của nhóm em, game triệu đô. Em ơi. Ok, anh Nam vừa mới bấm vô nút chơi tiếp ha. Thì đây sẽ là dòng chơi của anh Nam. Thì ở đây sẽ có là ẩm thực văn phòng. Thì ở đây mình sẽ đóng vai là em sẽ là sếp của anh Nam ha. Thì đúng rồi, cái bệnh mà anh em đang gặp phải hoặc là đang chú ý tới là bệnh tiểu đường. Thì ở đây cái câu hỏi sẽ xuất phát từ dễ đến khó ha. Thì ở đây á cái loại em sẽ mời anh Nam là ok, hôm nay trưa thì anh có bơ với cơm trắng thì em chọn cái nào ta? Bơ. Anh phải nhìn cái câu hỏi nha. Ok, ít khó hơn. Ít khó hơn. Ok, rồi anh Nam chọn bơ thì anh Nam trả lời đúng. Đây sẽ hiện lên một cái information của cái câu hỏi này. Anh trả lời sai thì sao? Anh trả lời sai thì sao? Anh trả lời sai, anh trả lời cơm đúng không? Thì sếp sẽ không cho anh ăn cơm, bắt anh phải ăn bơ. Để anh chọn cái option này. Mà, được. Sếp đỉnh quá, sếp ơi. Ok, rồi anh Nam sẽ tới chính hồi nãy là anh Nam, sếp đã mời anh Nam ăn trưa xong rồi. Tiếp theo là sếp tới khoảng 3 giờ chiều. Thì thường cái công sở thì mọi người sẽ khoảng cái tầm đó thì mọi người sẽ bắt đầu đói và muốn gọi order một cái gì đó để uống. Thì trong trường hợp này thôi Nam chọn luôn đi chứ anh mời mọi người thôi chứ anh không biết chọn cái gì hết. Anh chắc chắn là anh chọn trà sữa rồi, nước ép nho không có mặt value về mental health em ơi. Nó chỉ có value về physical health thôi. Anh chắc chắn là anh sẽ chọn trà sữa. Không, nhưng mà sếp quan tâm tới tiểu đường, sếp sẽ chọn nước ép nho cho anh Nam tại vì sếp nghĩ là nó healthy. Nhưng mà thật ra câu trả lời là nó không healthy đến vậy. Vì đúng rồi, anh Nam cũng mới biết đúng không? Đúng rồi, tại vì nó tiểu đường. Đúng rồi, sếp là một người rất là thông thái và sếp sẽ biết được là tiểu đường thì anh Nam cần quan tâm tới carb. Nên là cái ở nước ép nho. Thì mặc dù cái câu hỏi này nó không có gợi ý, nhưng mà anh em vẫn có thể nhìn được ở cái thanh khói ở nước ép nho nó nhiều hơn rất là nhiều so với trà sữa. Nhìn chung thì mọi người sẽ nghĩ là trà sữa nó hại hơn, nhưng mà trong cái trường hợp này thì nước ép nho sẽ là hại hơn. Cũng có một số cái lưu ý khi mà người chơi dùng game này thì cái hàm lượng dinh dưỡng cái hàm lượng dinh dưỡng của từng cái món ăn á nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái cách chế biến cũng như là từng cái hàng quán. Nên là ở đây nhóm sẽ lấy cái trung bình, số liệu trung bình của những cái hàng quán ở Việt Nam thôi. Nên là mọi người có thể nói là nước ép nho thì ví dụ như ta không bỏ đường thì làm sao nước khóp nó cao được. Nhưng mà ở đây nhóm lấy dữ liệu trung bình thôi. Nên là theo một cái phát nữa là hàng quán ở Việt Nam thì thường người ta cho rất là nhiều gia vị vào cũng như là để cải thiện cái khẩu vị của người dùng. Thêm một cái phát nữa là nước ép nho thì do cái cách chế biến là ép nên là sau khi mà ép xong thì bỏ bã thì nó sẽ bỏ gần hết cái chất xơ của cái trái cây này luôn, nên là
chỉ còn là nước với đường thôi, nên là cái hàm lượng khói của cái này rất là nhiều. Rồi tiếp theo sẽ tới cái phần ăn tối đi, thì sếp sẽ mời anh hôm nay anh mời phở, không cho anh chọn nữa, nhưng mà sếp sẽ cho anh Nam chọn là những cái khẩu phần trong đây. Ví dụ như bây giờ anh không quan tâm tới tiểu đường nữa, mà anh quan tâm tới béo phì đi, thì anh sẽ được chọn để gia giảm những cái thành phần trong cái tô phở của anh ăn. Thì anh nghĩ là anh sẽ gia giảm những cái gì để phù hợp với lại cái bệnh tiểu đường, bệnh béo phì mà anh đang concern. Anh giảm bánh phở và nước lèo. Ừ, chính xác. Anh giảm hai cái đó là chính xác. Đây kiểm tra thì thấy chưa, em nói rồi, chỉ qua 2 round thôi là anh Nam đã cải thiện về mặt nhận thức về sức khỏe dinh dưỡng rất là nhiều. Vui quá, vui quá. Đó. Bánh phở và nước lèo. Manipulate. Thấy chưa? Sẽ hiện một cái fun fact về cái món ăn này cũng như là cái ẩm thực nó hiện lên ha. Thì tiếp theo là sẽ tới cái màn hình hoàn thành round. Thì nhất bạn rồi, làm gì có ai mà yêu chạm sáng hơn bạn nữa mà cần đi khám bệnh nhiều như vậy. Anh chỉ đúng được 3/6 câu thôi. Ok, tiếp theo là mình sẽ xem hồ sơ bệnh án của anh Nam ha. Anh đây là đồng chí Nguyễn Trường Nam. Đây là đồng chí Nguyễn Trường Nam. Đối với cái màn hình kết quả này thì cái bệnh án này là ở cái round level là công sở, ẩm thực công sở ha. Thì đối với bệnh tiểu đường, ở đây sẽ có những cái nhóm bệnh mà xuất hiện trong cái round này. Thứ nhất là nhóm bệnh tiểu đường, thì anh là với cái dữ liệu là câu trả lời của anh thì nguy cơ khá là cao là anh sẽ bị tiểu đường. Tại vì đối với những cái câu trả lời của anh ha, thì app sẽ gợi ý cho anh một số đồ ăn nên ăn và đồ ăn nên kiêng. Rồi, về cái nhóm bệnh như là béo phì thì anh đang ở mức độ khởi phát thôi, thì cũng giới thiệu cho anh một cái những cái nhóm món mà anh trả lời đúng ha, nên ăn nên kiêng. Rồi, ok, mình sẽ bấm thoát ra khỏi round. Thì mình đang ở màn hình chính. Rồi, cảm ơn anh Nam đã tham gia game của nhóm em. Ok, thank you. Wow, đỉnh. À, nhưng mà hơi cay nhá, bụng gần 6 múi rồi mà còn bị bảo béo phì. Không, cái này có thể là anh đã bị hoặc là anh đang để ý thôi. Anh vẫn có thể dùng được cái app này. Nó không phải là khi mà mình bị rồi mình mới để ý. Tại vì cái app của nhóm em là nó đang đánh vào những người có quan tâm một xíu thôi. Ok, định. Tiếp theo chúng ta có thể đến tới hai cái tab hai bên ha. Đây là tiếp theo, cái tiếp thì chắc là đến tab bên phải trước đi. Đây là hệ thống mascot. Khi mà bấm vô thì người ta sẽ thấy được những cái mascot mà người ta chơi đã unlock được. Ví dụ như là mascot tiểu đường loãng xương. Thì ví dụ như mà người chơi bấm vào coi kỹ hơn về bệnh tiểu đường đi, người chơi có thể thấy được những cái phát về bệnh này. Tại sao cái người chơi mà quan tâm tới cái người dùng mà quan tâm tới cái bệnh này thì nên quan tâm tới khói. Một số cái phát về những cái đó, ví dụ rồi đi kèm theo là những cái thức ăn mà người chơi mà nên ăn cũng như là nên hạn chế. Rồi, ok, tiếp theo mình sẽ tới cái tab thẻ, những cái thẻ đã unlock. Thì ở đây sẽ có hai cái feature là tìm kiếm theo tên thức ăn, thanh tìm kiếm và lọc. Bộ lọc này sẽ lọc theo những cái tính chất của thẻ, ví dụ như là đồ ăn là loại rau hay là đồ ăn đa nguyên liệu. Rồi, ok, khi mà mình bấm thử vô một cái thẻ thì trong cái thẻ này nó sẽ có thể hiện rõ hơn, kỹ hơn về những cái sản phẩm, về những cái thành phần có trong một cái món ăn, cái lượng calo hay là lượng carb và những cái vitamin xung quanh. Rồi, ok, thì đó cũng là cái prototype mà nhóm em chuẩn bị để có để cho mọi người dễ hình dung nhất về cái sản phẩm của bọn em. Thì cái này sao out cho anh rất là nhiều, anh để dành thời gian để vẽ một prototype từ cái wireframe rất là đơn giản. Thì tiếp theo sẽ tới cái phần high level và low level artifact, sẽ nhường lại cho anh Linh. Được rồi. Thì trước khi mà qua bên phần artifact của team mình thì em cũng muốn sao cho anh là không những là vẽ đẹp và thiết kế đẹp mà anh cũng là người nắm về nutrition, kiến thức nutrition cao nhất ở trong team để ra những cái thông tin này. Ok. Ok, mọi người follow em nha. Rồi.
thì từ những cái solution của Khoa thì mọi người cũng đã hình dung về, từ cái demo của Khoa thì mọi người cũng đã hình dung về solution rồi, nhưng sẽ đi nhanh qua về những cái high level và low level artifact của team. Thì đầu tiên về workflow, thì khi mà người user vào trong app thì nếu như mà chưa có tài khoản thì sẽ tạo tài khoản, còn hoặc là đăng nhập thì user sẽ có ba cái nhánh chính để mà có thể làm. Đầu tiên là nếu như mà user chơi game thì sẽ bắt đầu chơi game, và nếu như user muốn dùng hint thì sẽ system sẽ xem thử là user đã có sử dụng vượt cái giới hạn trong ngày hay chưa. Nếu như còn thì user vẫn có thể xem được hint. Nếu như user không muốn dùng hint thì có thể hoàn thành nhiệm vụ luôn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể xem đáp án và giải thích. Nếu như mà là câu trả lời đúng thì sẽ xem được giải thích. Và cuối cùng là sẽ nhận kết quả vào vòng chơi và chơi lại nếu như mà user muốn. Cái thứ hai, hai mục tiếp theo sẽ là những cái mục giúp cho user xem lại và review lại cái kiến thức của mình, củng cố lại cái kiến thức khi chơi game. Thì đầu tiên là xem lại lịch sử câu trả lời và giải thích cho những câu mà user đã trả lời đúng. Có nghĩa là những câu trả lời sai thì user vẫn chưa có thể xem được. Tiếp theo nữa là sẽ xem lại những cái thông tin về mascot và các kẹt mà user đã gặp. Okay. Thì từ cái workflow đó thì bên team em có được một OID như sau. Thì OID của team em thì mọi người có thể xem, chia nó thành hai phần chính. Phần đầu tiên là những cái data object ở xung quanh phần task, và phần thứ hai là ở phần bên phải là ở phần user attempt. Thì để nói rõ hơn về cái phần OID này thì ở đây cái task sẽ nằm ở trung tâm, là cái nhiệm vụ mà user cần phải làm trong cái game đó. Thì để có được cái nhiệm vụ này thì sẽ cần được cung cấp data từ những cái data object như là mascot là gì, question như thế nào, và cái row đó là row thứ row bao nhiêu. Ngoài ra thì sẽ cần phải có những cái về option và phút kẹt cung cấp data. Ngoài ra phần mascot và phần phút kẹt cũng sẽ đưa ra cung cấp data cho phần recommendation trong cái phần review mascot. Từ cái phần task thì sẽ có cái bảng, cái data object về answer những cái câu trả lời đúng, và sẽ có cái explanation cho cái phần answer này. Khi mà người user đã chọn cái đáp án cho cái phần nhiệm vụ của mình thì cái đáp án này sẽ được validate với answer của hệ thống, và từ đó sẽ dẫn đến phần user attempt. Thì ở dưới này sẽ có thêm phần hint để cung cấp cho user trong lúc chơi. Thì ở đi xuống phía dưới sẽ là những cái bảng mà bên team em đã làm. Để dễ hình dung hơn thì em sẽ đi cụ thể vào bảng phút kẹt, tại vì đây là một trong những bảng quan trọng của game này. Thì với bảng phút kẹt thì cái khóa chính sẽ là cái kẹt ID và những cái thông tin để mà trong bảng cho từng kẹt, thì sẽ có tên món ăn, cái type của món ăn là đa hay là đơn nguyên liệu, khối lượng, phương pháp chế biến 012 như Khoa đã nói, và loại thức ăn nào. Nếu như là đa nguyên liệu thì sẽ được để trống, và ngoài ra sẽ có hình minh họa và những cái chỉ số dinh dưỡng khác như là calo, vitamin cap và những cái dinh dưỡng khác. Một cái bảng cũng quan trọng nữa là bảng task. Thì khóa chính của task là task ID. Thì ở cái bảng task này sẽ được cung cấp thông tin bởi bên bảng question, bảng mascot, bảng option và cái phần round. Thì từ những cái high level artifact này thì bên team em có chia ra được những cái low level artifact và nhóm thành chính nhóm chính. Thì mọi người có thể xem là ba cái user story, ba cái story đầu tiên thì sẽ là chủ yếu về phần đăng ký đăng nhập đăng xuất như những app chơi game khác. Cái thứ tư sẽ là phần chính là phần chơi game, và những phần còn lại sẽ là phần review kiến thức. Thì em sẽ đi nhanh qua phần chơi game. Thì ở phần chơi game này, user story sẽ là actor, sẽ là người dùng, precondition sẽ là người dùng đang ở trang chủ của app, và cái statement ở đây là một người chơi đã đăng ký tài khoản, tôi muốn chơi game theo đúng route hiện tại của mình, có thể xem hình trong lúc chơi và có thể giải thích, xem giải thích khi trả lời đúng để tôi có thể tiếp thu được kiến thức mà không cảm thấy nhàm chán. Thì acceptance criteria ở đây thì là khi mà người chơi đã đăng nhập và bấm vào nút chơi hoặc là chơi lại ở những màn hình khác thì người chơi sẽ tương tác
với câu trả lời để trả lời và bấm nút kiểm tra. Khi mà người chơi đã kiểm tra thì sẽ thấy được kết quả và giải thích nếu trả lời đúng, và sẽ thấy được tổng số câu trả lời đúng sai trong round và qua câu tiếp theo hoặc thấy kết quả của round. Người chơi cũng sẽ thấy được người chơi ở đây thì người chơi chọn đáp án đúng từ 80% trở lên thì sẽ được qua round, và qua hết round thì sẽ qua level. Và khi người chơi sử dụng xem hint, nếu như mà còn lượt thì sẽ được xem hint. Và người chơi nếu trả lời đúng thì những cái câu hỏi, câu trả lời và giải thích sẽ được mở khóa, sẽ được ghi nhận và sẽ mở khóa những cái cạp về món ăn và mascot. Thì ở đây khi ở homepage, người chơi sẽ nhấn vào nút chơi thì sẽ được chuyển tới màn hình chơi game. Hệ thống sẽ hiện ra các hiển thị các câu trả lời và các lựa chọn cho cái nhiệm vụ đó. Hệ thống đồng thời cũng sẽ kiểm tra xem là người chơi có chơi game ít hơn 3 lần trên ngày hay không. Nếu có thì nút hint sẽ được enable, nếu không thì nút hint sẽ bị ẩn. Sau đó thì hệ thống cũng sẽ kiểm tra xem là thời gian trả lời có quá thời gian đã quy định hay không. Nếu như mà không thì người chơi vẫn sẽ tiếp tục tương tác với phần nhiệm vụ của mình. Thì nếu như muốn chơi dùng hình thì sẽ bấm vào nút hình để hiện hình, và nếu như mà không muốn thì sẽ tương tác để trả lời. Sau đó thì sẽ bấm vào nút kiểm tra. Sau khi người chơi đã tương tác thì nút kiểm tra sẽ được enable, và người chơi sẽ bấm vào nút kiểm tra để kiểm tra kết quả. Hệ thống sau khi kiểm tra, nếu như mà trả lời đúng thì sẽ hiện phần giải thích và hiện nút tiếp theo. Nếu sai thì sẽ hiện thông báo sai và hiện nút tiếp theo. Người chơi sẽ bấm nút tiếp theo để tiếp tục. Thì ở đây nếu như mà hệ thống thấy thời gian đã vượt qua quy định thì sẽ gửi thông báo hết giờ cho người chơi và cũng hiện nút tiếp theo luôn. Thì khi mà người chơi bấm nút tiếp theo, hệ thống cũng sẽ kiểm tra xem là người chơi đã trả lời hết các câu hỏi của round hay chưa. Nếu chưa thì sẽ tiếp tục và hiển thị thêm câu hỏi. Nếu đã hết rồi thì hệ thống sẽ cần phải ghi nhận các câu hỏi, câu trả lời và giải thích đúng. Đồng thời là mở khóa các thẻ món ăn cũng như là các thẻ mascot. Sau đó thì hiển thị màn hình kết quả cho người chơi cùng với nút back và nút chơi tiếp. Người chơi sẽ chọn chơi tiếp hoặc back lại. Và cuối cùng là sẽ về trang chủ. Thì ở dưới này sẽ là wireframe cho cái phần chơi này. Thì như Khoa cũng đã demo cho mọi người rồi, thì em sẽ nói thêm về một số cái mà chưa được thể hiện trên cái prototype. Thì đầu tiên là người chơi có thể xem được là mình đã trả lời đúng được bao nhiêu câu và sai bao nhiêu câu và thời gian ở đây. Thì khi mà đúng thì sẽ hiện thị được cái explanation ở đây, và sai thì sẽ không được hiển thị. Đồng thời thì cái hint, khi mà người chơi đã trả lời dùng hint 3 lần trên một ngày rồi thì cái nút hint này sẽ không có được enable để mà người chơi bấm vào. Đồng thời thì ở đây cũng sẽ có màn hình để cho những cái nhiệm vụ khác ngoài cái việc chọn thẻ, thì ví dụ như là nối cạc hoặc là sắp xếp thứ tự của cạc thì sẽ có wireframe ở đây. Tiếp theo là về phần review, thì vì review cũng gần giống nhau nên em sẽ ví dụ một phần review về thẻ. Thì ở phần trang chủ thì người chơi bấm vào icon thẻ thì hệ thống sẽ hiển thị danh sách. Sau đó người chơi chọn thẻ, hiển thị thẻ thông tin, thẻ và thông tin. Sau đó người chơi có thể trở về màn hình trước. Thì ngoài cái việc review này thì review thẻ vẫn có thêm hai cái feature khác là tìm kiếm thẻ và lọc thẻ. Thì khi tìm kiếm thẻ thì người chơi sẽ đi bấm vào nút tìm kiếm, biểu tượng tìm kiếm, và sau đó nhập tên thẻ thức ăn để tìm kiếm. Thì hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu, nếu như có kết quả khớp thì sẽ hiển thị danh sách, còn nếu như không thì sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy cho người chơi. Còn về filter thì người chơi cũng sẽ bấm vào nút lọc, và hệ thống sẽ hiển thị bộ lọc của thẻ, đồng thời là người chơi sẽ chọn cái bộ lọc mong muốn và sau đó sẽ hiển thị những cái tính chất của bộ lọc. Thì ở phần wireframe này về bộ lọc thì em sẽ nói rõ hơn về phần bộ lọc. Thì trong bộ lọc sẽ có được chia ra là nhóm món đơn nguyên liệu hay đa nguyên liệu, sau đó thì sẽ tới cấp độ chế biến và nhóm thức ăn thì là cấp độ 0, 1, 2 hay là nhóm thức ăn rau củ quả. Thì ở phía dưới này sẽ là cái full wireframe để mọi người tham khảo nếu như mà mọi người có hứng thú. Và em xin phép đi vào phần cuối cùng là phần enhancement của team. Thì về cái solution của team thì team có đưa ra một số ưu điểm và rủi ro của giải pháp. Thì về phần ưu điểm là cái solution này là kiến thức
phức tạp được trình bày một cách trực quan và sử dụng cái việc lặp đi lặp lại để giúp người chơi ghi nhớ rõ ràng và hệ thống hóa cái thông tin, đồng thời là cũng có thể tận dụng được sự quen thuộc của người chơi với hệ thống thẻ để có thể nâng cái tầng nhận thức của người dùng trong cái tương lai của cái solution của cái app. Về phần rủi ro thì vì cái số lượng câu hỏi hiện tại là vẫn đang có giới hạn nên sẽ cảm thấy nhàm chán sau một thời gian, và cái mục đích đơn giản hóa kiến thức thì thông tin trong game sẽ chưa có giới thiệu đầy đủ và chi tiết các bệnh và người dùng dùng phải. Thì từ ưu điểm và rủi ro đó thì team sẽ có những cái quản lý quản trị như sau. Về thiết kế game thì những cái thông tin và khuyến nghị trong game thì team sẽ phải làm việc với team tư vấn chuyên gia dinh dưỡng. Đồng thời thì solution này sẽ phụ thuộc vào nhiều vào yếu tố thiết kế và phải đảm bảo là giao diện của người dùng dễ sử dụng, trực quan. Đồng thời những cái nội dung và nghệ thuật kể chuyện trong game thì cũng cần phải phong phú thú vị để người dùng có thể nhận được cái giá trị và cũng được cập nhật thường xuyên theo cái thông tin mới. Tiếp theo nữa là cần cân bằng giữa yếu tố giải trí và nội dung kiến thức để duy trì sự hứng thú của người chơi. Ngoài ra thì vì cái problem mà team muốn giải quyết là về nhận thức của người dùng nên là cái solution này sẽ có thể mang tới hiệu quả tốt hơn khi mà kết hợp với các hoạt động marketing khác trên mạng xã hội. Về những cái future backlog thì ngoài cái phần chơi game này thì team cũng muốn hướng đến một cái app dành dành cho đối tượng muốn cải thiện cái kiến thức dinh dưỡng của mình. Đầu tiên là team sẽ muốn cải thiện thêm phần gamification thì có thể cho user so sánh được thành phần dinh dưỡng giữa các thẻ theo mong muốn của user và có thể chọn được chủ đề chơi mà user yêu thích. Ngoài ra thì sẽ có thêm những cái feature khác như là sẽ có những cái thông tin gần gũi liên quan đến bản thân của user hoặc là tracking và những cái thông tin knowledge library cho user. Ngoài ra thì năm cái phần cuối cùng này cũng sẽ là cái mong muốn của team khi mà có thể tạo dựng được một cái community về nutrition để giúp cho người dùng có thể cải thiện kiến thức đồng thời là cũng như thói quen của mình. Thì tới đây thì cũng là kết thúc cái phần của team em. Thì một lần nữa thì em xin phép được sao out tới anh. Thì nhưng mà hybrid manager nào có xem được tới phần này thì em talented. Dạ rồi. Thì 10 điểm. Dạ. Ngoài ra nữa thì có một số cái là hình ảnh của các nhân vật được tham khảo nên là không dùng với mục đích thương mại nên mọi người hãy bỏ qua. Thì nếu mà những lời cuối cùng thì nếu mọi người là cái target user của app này thì mong là mọi người sẽ chú ý hơn về vấn đề sức khỏe của bản thân, đồng thời là ủng hộ cho app để mà những cái lần đi khám sức khỏe tổng quát tiếp theo của mọi người thì sẽ được cái kết quả đẹp chứ không như nhân vật nam dỗ tên trong cái demo vừa rồi. Đó là phần kết thúc của team em. Nice, oh my god. Okay. Không biết nói gì hơn. Okay, chắc sẽ share lại bài của mọi người ha. Xong rồi cũng có nhiều cái để nói quá nè.
Ok, để share lại bài của anh ha. Thì để share lại bài của nhóm anh chứ không phải là bài của anh. Rồi. Ok, thì chắc là chị sẽ ý là sao ta? Bài này khá là hoàn chỉnh nên chị sẽ nói. So far là chị thấy có một cái indicator, cái chỉ dấu mà nó tốt nhất của một cái của cái bài này á, là chị là một cái người nghe thôi nhưng mà chị muốn xài. tức là lúc mọi người show cái prototype ra là chị kiểu chị nhìn là chị không muốn chơi luôn á. Xong rồi chị còn nghĩ là chắc cuối giờ chị sẽ phải xin mọi người cái prototype để chị chơi thử. Thì nói chung là tức là cái chỉ dấu mà chị thấy là nó rất là rất là strong của một cái sản phẩm mà người ta nhìn vô người ta thấy thuốc có ngọc nữa nè, tức là nó không phải là chỉ thôi. Thì chị cảm thấy đó là một cái chỉ dấu mà nó mạnh mẽ nhất, còn chị chưa nói tới những cái chi tiết ở đằng sau nha. Rồi ok, còn bây giờ nói chi tiết vào những cái đằng sau thì chị thấy đây là một cái bài mà về tổng quan thì nó cực kỳ hoàn chỉnh và cực kỳ chặt chẽ về mặt bố cục luôn. Thì bố cục mặc dù là hầu như các nhóm sẽ đều đảm bảo được có hai cái khu vực problem space và solution space, nhưng mà với nhóm của anh á thì cái đoạn mà diverge converge là nó cực kỳ chặt chẽ. Cái cách mà nhóm của anh Khoa, Phi với lại Linh diverge từ cái vấn đề ra là cái cách mà mọi người thu thập những cái thông tin short story, xong mọi người link được cái code cụ thể vô trực tiếp một cái short story, xong cái cách mà mọi người converge lại, tức là chị rất là thích cái ý mà why tụi tao chọn cái short story này, tức là cái lúc mọi người converge lại tại sao mọi người chọn cái đó. Xong rồi mọi người sẽ có nói bên cạnh cái dimension về cái short story, mọi người đưa ra thêm những cái kiểu như là competitor research, hoặc là có thêm những cái theory để back đằng sau cái việc tại sao mọi người chọn cái đó. Thì chị cảm thấy nó cực kỳ chặt chẽ luôn. Xong rồi lúc mà mọi người, cái cách mọi người liên qua bên cái phần solution space, chị thấy nói chung là mọi thứ, cái structure nó quá mạch lạc, nó quá chặt chẽ. Rồi thì chị mới, rồi mà ngoài cái chuyện chặt chẽ đó thôi thì chị thấy là cái event, cái idea nó cũng cực kỳ sáng tạo. Thì chị thấy là đây là một nhóm mà cái lúc mà check in với mentor là mọi người đã có được một cái bộ vấn đề đã rất chặt chẽ rồi. Xong rồi cái lúc mà mentor feedback thêm về cái solution, mọi người cũng đã incorporate cực kỳ tốt luôn. Nói chung là chị cũng không biết nói gì hơn. Nói chung chị cảm thấy là một cái high level nhất mà chị feedback về nhóm đó là chị nhìn cái sản phẩm này và chị muốn dùng nó. Okay. Còn những cái chi tiết hơn thì chắc là chị chưa quan tâm. Giờ là chị chỉ biết là chị muốn xài thôi. Ok, thì chắc là pass lại cho Thành với anh em. Ok. Thì cái lúc mà anh định hướng cho mọi người cái về phần chọn problem ấy, thì anh cũng có nói ý là rất nhiều luôn, tất cả các bạn bài trước là mọi người chỉ cần tập trung vào một cái job tư vấn nhỏ thôi, nhưng mà kiểu giải quyết hiệu quả nó là được, đừng có bị tham. Kiểu nhiều người cứ chọn một cái job tư vấn to, xong rồi cả mấy job step kia là kiểu sớm hết ấy, xong rồi cuối cùng solution nó chả đi ở đâu. Đây là một cái ví dụ về chuyện là mọi người rất targeted nhá, chỉ rất nhỏ, đây là chỉ awareness thôi, chưa nói chuyện là chúng mày phải thay đổi như nào cả. Đây đúng là chỉ có target, đúng là cái awareness thôi, nhưng mà kiểu nó rất là impactful luôn đấy. Thì kiểu tuy đấy là lời khuyên thôi, nhưng mà các bạn implement cái đấy cực kỳ hiệu quả. Ở về phần trình bày thì mình nghĩ là chắc là cũng không cần phải nói gì nữa rồi. Cái phần research question thì có thể nếu mà tốt hơn thì đi nhanh qua một tí, thì tại vì là mình summarize mình đi nhanh mà, còn nếu mà mình đi sâu vào cái research question quá thì nó cũng mất cái room đi cho mọi người tập trung vào cái phần insight. Một cái anh cũng, cái này thì cũng overlap với cả cái comment về Daphne một tí, là mọi người diverge cái problem khá là căng. Thế nên là khi mà mọi người chọn được một cái problem ở trong đấy rồi thì nó, tất cả những kiến thức xung quanh thì nó đã khá là toàn diện rồi, holistic rồi, kiểu vậy. Và domain knowledge siêu mạnh, có cả kiểu level of notion awareness luôn. Thì khi mà mọi người làm cái research này, anh rất sợ mọi người bị ngáo kiến thức ấy. Tại vì nhiều bạn quá tự tin vào cái chuyện là mình có domain knowledge, nên là kiểu người ta sẽ bị ngáo, và người ta cứ kiểu nghĩ là cái đấy chắc chắn là đúng ấy. Anh cũng rất sợ khi mà mọi người, ý là tại vì anh chưa được nhìn cái prototype trước đó, nên là anh cũng sợ mọi người là kiểu sẽ design một quả solution nó bị kiến thức quá. Nhưng mà actually là về kể cả visual hay là kiểu về mặt cái
cái cơ chế khá là dễ hiểu. Có một cái làm khá là hay, ý là cái này thì nó sâu hơn, nó advanced hơn một tí, là khi mà mọi người cho anh vào cái câu hỏi, mọi người set up cái câu hỏi là nước nho hay là cái trà sữa ấy, mọi người hiểu là người ta sẽ rất là chọn nhiều vào nước nho, xong rồi để xong rồi lúc đấy là kiểu plot twist lại, thì đối với anh cái đấy nó không chỉ là cái việc mà nó impactful với anh với cái vai trò là mentor, nhưng mà nó cũng sẽ impactful với cả người dùng luôn, tại vì mọi người cũng nghe nhiều về cái độ impact của cái unexpected reward ấy, tức là hoặc là kiểu variable reward ở trong các cái hook model ấy, thì mọi người hiểu là cái đấy nó mạnh như nào, thì những cái này nó kiểu nó lật ngược lại những cái perception của người ta về cái kiến thức đấy, thì cũng rất là hay. Tên cũng hay. Em cũng link được từ cái khi mà cái philosophy em nói là kiểu cho người ta biết đến hậu quả ấy, thì kiến thức cũng link đến tiểu đường rồi béo phì luôn. Anh kiểu mà anh ăn uống gọi là cũng phải gọi là hợp lý mà anh nghi ngờ nhân sinh quan luôn mà. Thế nên là kiểu cái đấy cũng khá là hay. Rồi OID làm cũng rất chi tiết. Anh có soi kỹ nhưng mà không soi ra cái lỗi gì cả. Wireframe chắc là Daphne cho xuống nhìn cái wireframe đi, thì cái biểu hiện cái wireframe có một cái tổng thức dưới em ạ, ở đó có một cái phần thẻ thức ăn ở đợi anh tí nhìn đấy, thiết kế thẻ kìa, vãi trưởng luôn. Kiểu cái cách thể hiện cũng rất là chi tiết, xong rồi tách từng cái element ra, như kiểu mang từng cái phần cái bộ phận ra để chi tiết đấy. Cái này kiểu đỉnh cao. Với cả một cái nữa, một cái cách, một cái anh góp ý nữa là cái cách thể hiện activity của mọi người, activity flow của mọi người ấy. ở trên em ạ, có một cái ở trên ở đấy đúng không? Anh thấy mọi người nối lại các cái đấy với nhau ấy, thì actually là có một cái cách practical hơn, là mọi người nhớ anh nói là kiểu thường thường là người ta sẽ đánh số xong người ta giải thích ở bên dưới đúng không, thì từng cái lúc mà đánh số như vậy thì cái business rule ở dưới thì em có thể link ở bên dưới là ví dụ là từ cái step A này thì nó nối đến cái user story nào, à cái step nào của user story nào đấy, thì em dẫn một cái link đến cái phần requirement đấy là được. Thì đấy là một cái cách practical, chứ còn nếu mà thể hiện lên requirement thì làm sao mà mình thể hiện được một cái canvas store như này được đúng không? Ngoài ra thì anh có góp ý một cái risk này nữa là ý là cái này góp ý kiểu nghiêm túc theo cái hướng là nếu mà kiểu gọi là gọi vốn đúng không? Đi xanh chín mà gọi vốn nhá, thì gamification ấy nó là kiểu gọi là một cái gọi ancient wisdom ấy, tức là một cái sự thông thái kiểu được qua nhiều năm rồi ấy, nên là cái gamification nó rất rất khó. Thế nên là mọi người cần phải để ý về cái này và thực sự nên nghiêm túc học. Có một cái hình như có một khóa ở trên Coursera hoặc đọc sách về cái đấy, tại vì nó rất là nghệ luôn ấy, nó vừa là kết hợp giữa cả gọi là tâm lý học này, xong rồi kiểu nghiên cứu, xong rồi rồi cả những cái rất là practical. Thì nếu mà mọi người mà có tính apply cái này thì anh nghĩ nếu mà học thêm gamification thì sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều. Tuy là bây giờ mọi người anh thấy làm khá tốt rồi, nhưng mà có cái gamification nó sẽ đi sâu vào hơn là intrinsic motivation như nào, cognitivism như nào, rồi behaviorism như nào. Thì nó sẽ làm cho cái solution nó cân bằng hơn rất là nhiều. Ok, 10 điểm, 12 điểm. Kinh. Chúc mừng. Chúc mừng. Ok, Thành ơi. Ok. Anh có một số cái comment như thế này. Thì đầu tiên đó là hồi nãy mọi người cũng shout out lẫn nhau rồi, nhưng mà anh muốn bring cái đó lên để mình discuss luôn là cái chất lượng về presentation khá là consistent giữa tất cả mọi người. Thì nó là một cái chỉ dấu tốt cho cái việc đó là
Cái thành quả này không phải chỉ là một người gánh team, mà nó là cái effort mà mọi người đều bỏ cái sự chú tâm vào, và mọi người đều hiểu được cái khái niệm cũng như là về mặt vấn đề bản chất. Và cái để chuyện đó nó làm cho khi mà mọi người present á, cái thông tin và cái cách mà mình tập trung vô những cái mảng thông tin nó rất là consistent giữa mọi người với nhau. Thì anh muốn bring cái đó đầu tiên là anh nghĩ rất là tốt ha. Cái thứ hai á, là liên quan đến cái việc là thường á, là cái này cũng liên quan tới cái chuyện mà hồi nãy Dương nói, là thường khi mà mọi người present, và cũng giống như là trong cái lúc mà tụi mình dạy trong course này á, là nó chia ra problem space và solution space. Tuy nhiên á, là một cái hay của nhóm anh á, là trước khi mà dive into cái high level artifact và low level artifact, thì nhóm anh dành rất nhiều thời gian để mà nói về cái concept của cái solution này, tại sao nó lại hợp lý, và cái hình thái về mặt visual của nó, cũng như là cái gameplay, cái mechanics của nó như thế nào, và cũng như là có cái prototype luôn để mọi người gọi là hiểu rõ được về mặt cảm nhận là khi mà chơi nó sẽ như thế nào. Thì cái này nó là cái khá là advanced, và anh cũng khá là bất ngờ khi mà mọi người chọn đi theo cái hướng này, tại vì nó đòi hỏi cái việc cân bằng cái độ trừu tượng ở một cái mức mà nó phải vừa đủ, không quá high level mà không quá thấp level. Và anh nghĩ cái phần present của mọi người về cái phần solution concept này nó xanh chính, nó vừa đủ, nó gọn gàng, tinh gọn, nó là cái điểm mà nối từ problem qua solution. Và ngoài cái mặt presentation ra thì nó cũng thể hiện cái mật độ tư duy của mọi người đã vô cái bài tập này. Tại vì khi mà mình xác định được cái vấn đề, giống như hồi nãy anh Nam nói là narrow được một cái vấn đề, và mọi người có rất là nhiều cái dữ liệu và kiến thức để mà back up đó rồi đó, thì cái vấn đề đó nó trở thành một cái mỏ neo để mà cái solution của mình nó tập trung vào. Thì cái việc mà gọi là thể hiện rõ cái mật độ tư duy vào cái problem space, anh nghĩ là nó cống hiến rất là nhiều vô cái phần bài làm này. Thì trong cái lúc mà mọi người present, tức là trước buổi này có một cái buổi catch up với mentor và mọi người present á, thì nó cũng đã khá là tốt rồi. Thì khi mà tụi anh bring up cái BMAT model, tụi anh cũng không expect là mọi người deliver khủng như vậy, nhưng mà phải nói là hiểu rất đúng bản chất và frame rất đúng cái BMAT đó vô cái ngữ cảnh của vấn đề này, và frame cái solution hiện tại vô cái BMAP này cũng chuẩn luôn. Và cái này nó là một cái cách để mà mình position, định vị cái sản phẩm của mình. Và thật sự là nếu mà anh là nhà đầu tư, anh nhìn vô cái này là anh hiểu rõ luôn tại sao cái solution của mọi người tốt hơn. Cũng không cần nói nhiều, quá nhiều luôn. Thì nó thật sự là nó là một cái nó rất là tốt ha. Thì đó là một số cái trong cái phạm trù những cái tốt về cái bài này. Ý là không phải là có những cái chiêu tốt đâu, nhưng mà anh nói là thường thì anh sẽ không comment về khía cạnh này trong course của mình, tại vì phạm trù của course nó cũng đi từ problem qua solution, và mình không tính đến cái chuyện là ok build solution xong rồi làm gì nữa. Thì tuy nhiên là để mà mọi người nhớ là cái vai trò của việc làm product management nó là trao đổi giá trị giữa user value và business value, đúng không? Thì nếu có một cái mà nó advanced hơn của cái bài này nữa, nếu mà mọi người kiểu đưa nó lên một cái tầm nữa, thì là mọi người sẽ trả lời câu hỏi là ok, vậy trao đổi giá trị ở đây là gì? Thì phải nói là cái bài này giải quyết cái user problem rất là tốt và tạo ra user value phải nói là delightful luôn. Thì cái khía cạnh tiếp theo nữa là ok, vậy thì trao đổi giá trị ở đây là gì? Mình giải quyết cái vấn đề của user như vậy thì mình nhận được cái business value gì lại? Thì cái việc mà ok, mình giải quyết cái vấn đề awareness theo một cái cách mà nó rất là delightful như vậy thì nó là một cái bước đầu tiên trong cái game plan, đúng không? Vậy thì eventually làm sao để mà mình tìm ra cái cơ chế trao đổi giá trị bền vững, và cụ thể hơn là làm sao để mà mình nghĩ tới cái cách monetize cái solution này, thì nó sẽ là cái bước tiến mà gọi là đưa cái bài này lên một cái tầm cao nữa. Và thật sự nếu mà anh là cái người mà ngồi xuống đánh giá cái sản phẩm này như là một cái pitch về product đi,
anh là investor đi, thì đó là cái câu hỏi duy nhất mà anh thấy chưa được giải đáp. Tuy nhiên là đó là đứng ở góc độ một cái người đánh giá, là người làm sản phẩm đã lâu và thấy được nhiều cái product nó rất là delightful nhưng cuối cùng không monetize được, thì anh nói ở cái góc độ đó. Tuy nhiên là trong cái phạm trù của cái course này nó thực sự là đã rất là tốt rồi, thì anh chỉ muốn đưa một cái perspective khác để mọi người coi như dần như là cân bằng lại tất cả những cái feedback gọi là overwhelmingly positive mà mọi người nhận được nãy giờ. Thì anh có chia sẻ thêm một tí là hồi mà khi mà anh nói mời cái problem space thôi, xong rồi lúc đấy anh đã cảm tưởng rất là potential, thì anh cũng kiểu nhắn riêng cho các bạn là kiểu anh nghĩ là cái này nó xứng đáng được để lên làm một cái sản phẩm có thể đi gọi vốn. Xong anh cũng sợ là kiểu mọi người bị kiểu tích cực quá xong rồi mọi người không deliver được ấy. At the end of the day, quá là đỉnh. Với cả cái này như mọi người thấy nhá, khi mà làm prototype đúng không, mọi người nhìn tưởng dễ đúng không, nhưng mà xem nhóm vẽ cái wireframe với cả vẽ cái ORD đi thì mọi người biết là cái solution này làm nó không hề dễ tí nào đâu. Kể cả given là cho các cái material về design nó có luôn nhá, làm ra một cái app như này cũng quằn đấy. Nên là đấy, ít ra là mọi người đã nhận được ra cái sense của cái việc solution này nó sẽ có thể là làm mất bao nhiêu lâu rồi nó phức tạp đến đâu rồi đấy. Ôi chị sợ đăng lên cái đó viral, cái mọi người đòi chị là phải có cái app để xài. Không biết lấy từ đâu. Nhưng mà again, một cái feedback positive là nếu mà mọi người muốn tạo ra giá trị cho user thì cái này là rất hợp lý, rất là recommend. Nếu mà mọi người có resource để mà pursue cái này vì mục đích gọi là tạo ra giá trị cho user hay cộng đồng thôi thì anh nghĩ nó là rất là hợp lý và rất là recommend nha. Còn đương nhiên là nếu mọi người muốn gọi vốn hay là mọi người muốn biến cái này thành một cái sustainable business hay là product thì đó thì nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn về khía cạnh suy nghĩ, cái khía cạnh monetization, bán hình. nó nếu mà nói nghiêm túc nha, nói là về bán hình ấy thì nó sẽ là về cái vấn đề là intrinsic motivation. Giả sử là mọi người join vào đây là intrinsic motivation, nhưng mà cái reward của mọi người đưa ra ấy lại là cái đấy là tangible reward, thì tangible reward nó lại trái ngược lại với cả cái như kiểu dạng như là tangible punishment ấy. Thì khi mà bảo là hin thì lúc đấy tự nhiên kiểu mình bảo là tự nhiên mình tiếp cận vì sức khỏe mà tự nhiên bây giờ lại cho tiền làm gì, nghĩa nên bán ở cái khúc action, nó bán meal plan hoặc là gây tới connect với GrabFood chẳng hạn, nên là sai được. Hoặc là tiếp cận theo cái hướng là nếu mà mình capture được attention đủ thì đi theo mô hình bán ads thôi, bán monetize ads. Thì anyway, đó là một cái vấn đề hoàn toàn riêng với lại khóa học này, nhưng mà cái này cuốn quá cho nên tụi anh phải bring up những cái đó lên để bàn vô tiếp. Không biết em có muốn pursue tiếp hay không, nếu có thì có thể discuss thêm. Super nature. Ok, thôi không biết là Ngọc từ community còn không ta? Còn không? Em nghĩ sao về phần Ngọc đi hai mùa rồi này? Tính ra hồi mùa trước em có feedback riêng với lại chị Dương về việc solution. Không biết sao mà tự nhiên cái qua patch 2 cái nó iterate một cách đột biến. Thế thật ra là cả hai nhóm luôn chứ không phải là chỉ mỗi nhóm 2 không. Cả hai nhóm làm kiểu tập trung rất là chuẩn chỉnh vào solution. Mà em cũng có thắc mắc là tại vì khóa BBM á, hồi đầu là bảo là chỉ kiểu 40% discovery thôi, nhưng mà thấy team kiểu tất cả mọi người làm kiểu vượt qua mất kịch nít luôn á. Chăm là tại vì sẽ có lúc mà mọi người làm nó sẽ có sai, hiểu không, nhưng mà mình sẽ không có thể nào thay đổi trên cái sai đó được á. Ví dụ như những cái bên delivery nếu mà có sai sót hay gì đó mình chỉnh sửa và mình đảm bảo nó đúng, nó sẽ khả năng nó sẽ cao hơn so với việc đảm bảo được cái discovery nó đúng. Yes, đúng rồi, nó grounded hơn ấy. Với cả breaking two thì anh nghĩ là nên học những cái gì nó grounded, chứ breaking two xong rồi lại học vision với cả strategy là ngáo đét. Với lại thật sự là cái solution của nhóm của anh Khoa Phi với lại Linh á, thì
cái mà tạo ra solution này, cái mà nó làm cái phần solution này nó tốt như vậy là anh nghĩ là do cái domain knowledge về nutrition của anh. Ý là cái đó không dạy được, đó tụi anh muốn cũng không dạy được nữa. Nên là thật sự là rất là ngon lành luôn. Cái này là một cái mô hình mini thu nhỏ của chọn ID để giải quyết, xong rồi chọn founder các thứ, founder product fit. Ok, nhưng mà cái này ok, đây là nói chung là phần present của mọi người một inspirational, motivational quá. Cho nên là anh cũng muốn kiểu mọi người chắc là có thể chia sẻ cảm nghĩ. Vì dù gì đây cũng là buổi cuối cùng chúng ta đồng hành cùng với nhau officially. Officially thì yeah. thì không biết là cả hai để nhóm có offline ăn liên hoan mọi người. Cả hai nhóm có muốn chia sẻ cảm nghĩ gì sau khóa học hay không? Đã không em? Đã. Ô, nhưng mà anh hỏi ngoài lời một xíu, nhưng mà thật sự là em invest effort vào cái project này ở cái mức độ như thế nào mà nó căng vậy? Investment của em em nghĩ là kiểu em với team thì cũng invest 100% cái thời gian rảnh của mình rồi á. Anh Phi với Khoa cũng bận tới mặt tới mày, nhưng mà kiểu cũng chịu khó ngồi tới khuya để làm. Xong rồi con riêng để làm. Rồi. Ôi. Sao đâu cho mọi người. Oh, xuất sắc quá. Hiring manager nhìn portfolio này là chảy nước liền. Thôi cả hai nhóm luôn, cả hai nhóm đều rất là commit về mặt về mặt thời gian bỏ ra. Yeah. Cả hai đều rất là nhưng mà kiểu là đúng là nói chung chất lượng này nó overall lên thật. Thằng Khoa nói. Em thì chưa chắc là làm tích cực trong team rồi, cái product này rồi, nên là kiểu shoutout ba bạn kia rất là nhiều. Nice. Kiểu thấy mọi người ngồi khuya làm, kiểu từ lúc em ngủ rồi xong rồi bật dậy thấy tin nhắn mọi người đang làm. Bị ấy nấy quá đi ngủ cho nó đỡ. Ấy nấy quá đi. Thật ra đêm cuối thấy mọi người làm quá, xong cái lỡ tắt đèn rồi, nhưng mà không bật dậy làm tiếp để sáng mai có cái nói cho mọi người. Yeah, ok. Ý là làm có xíu thôi, cũng không nhiều, nhưng mà thì nói chung là đóng góp được ít cho mọi người mấy cái đó, thì cũng cảm ơn mọi người đã chịu bỏ thời gian của mọi người rất là nhiều. Thì cái thành quả cũng xứng đáng với những cái gì mà mọi người đã bỏ vô thôi. Đã Phi nữa, Phi hôm nay không có join được, nhưng mà Phi ở những cái thời gian free ít ỏi của Phi thì Phi cũng làm mấy cái high level rất là tốt. Là kiểu anh Phi làm mấy cái OAD này nọ, thì kiểu mọi người cũng có nhiều cái ý tưởng mà mọi người cũng để lại chứ không có làm, nhưng mà nói chung là sau cùng thì cũng focus vô được những cái mà đúng, nên là chúc mừng cả nhóm thôi. Anyway, sau lời cuối chắc cảm ơn tất cả mọi người đã participate vào khóa này và dành một chút thời gian. Cảm ơn Ngọc, cảm ơn Hằng và Oanh đã cười rất nhiều, làm cũng rất nhiều. Đi lại mặc dù là không có thời gian, nhưng mà tất cả mọi người đều dành mỗi ngày 30 tiếng đồng hồ để làm. Rồi, tụi em sẽ tổ chức liên hoan offline, gom đủ tất cả mọi người để ăn lộn. Sẽ được được sponsor 1 triệu. Rồi, ok, cảm ơn các ba mẹ tờ. À, với cả em sẽ nổ cái link Discord alumni lên đó, thì mọi người có thể join vô trong đó để mình giữ liên lạc các kiểu. Đây không phải là kết thúc nha mọi người, đây là mở đầu cho một hành trình tiếp theo nếu mọi người đăng ký. Đó, nghe như biết văn vậy trời. Rồi, ok, vậy thôi, chắc là kiểu cũng còn ai muốn lời cuối gì đâu, lời cuối hơi nhiều. Bye bye mọi người. Okay, bye bye mọi người nha. Cuối tuần vui vẻ. Cuối tuần vui vẻ nha. Sống tốt nha. Sống tốt nha.